Phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ là địa bàn khá sôi động, hàng năm thu hút một lượng lớn người lao động về đây sinh sống làm việc. Trong cuộc mưu sinh vất vả đó, nhiều người tạo dựng được cuộc sống ổn định. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn không ít người gặp nhiều khó khăn, nhất là những lao động phổ thông không có nghề nghiệp ổn định. Cuộc sống của bà con vốn dĩ bấp bênh, nếu chẳng may gặp tai ương, bệnh tật như tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi thì khó khăn gấp nhiều lần. Đối với những hoàn cảnh như vậy, bà con rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ kịp thời từ cộng đồng. Thông qua chương trình từ thiện xã hội Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện, nhiều năm qua là dịp cầu nhân ái, kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đến với những lao động nghèo trên địa bàn phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, hỗ trợ giúp họ vượt qua khó khăn. Như hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Cu, quê ở tỉnh An Giang, tạm trú tại khu phố Phước Lộc, thông qua chương trình Kết nối yêu thương, các nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ cho anh hơn 42 triệu đồng, tạo điều kiện để chữa căn bệnh u màng não, u hốc mũi. Anh chị làm công nhân, lo cơm áo hàng ngày đã khó, nên khi anh Cu bị bệnh nặng, nhà không có tiền để đi chữa trị bệnh. Là mình đã đi điều trị rồi. Trước đây thì cái lúc khởi phát cái căn bệnh trong người mình nó cảm thấy như thế nào để mình đi khám bệnh? Nó nhức đầu chịu không ngủ được. Rồi cái khoảng thời gian nhức đầu đó thì nó lâu hơn rồi mình đi chữa bao nhiêu lâu rồi? Khoảng tuần lễ đi bệnh viện này bệnh viện kia hoài, ta chụp không ra. Cái đi bệnh viện Bà Rịa ta chụp, ta thấy khối u trên đầu. Xong mới chuyển lên Chợ Rẫy. Mổ. Tức là mình đã mổ ở trong... Mổ rồi, ta lấy cái khối u, ta thấy xét nghiệm ta nói khối u ác, là nó còn nữa. Cái ta chụp mới thấy trong hốc mắt, hốc mũi. Giờ đang điều trị chỗ đó. Thì cái hướng bác sĩ điều trị nói mình như thế nào? Giờ thì mình phải đeo cho bác sĩ trị hết luôn. Mình không đeo theo là nó bị di căn, giờ nó hết cái đường bên mắt rồi. Chừng 2 tuần nay rồi. À, hết thấy luôn, mà mờ giờ hết thấy luôn. Bác sĩ kêu điều trị thì nó hên thì nó sáng lại, còn mấy thì nó không thấy được. Còn mình không trị nữa là nó sẽ đi căng cái khác nữa. Thế là hai vợ chồng là mình quê ở An Giang lên đây nhiều năm chưa hai vợ chồng? 7 năm 8 năm. Là lên đây là mình làm công ty thép luôn. Dạ. Còn chỗ vợ thì Ngọc. Dạ em làm công ty mai. Cũng gần đây luôn. Dạ ở khu công nghiệp Mỹ Xuân B á. Hai vợ chồng đều đi làm công nhân. Cái lúc mà đi điều trị tới bây giờ cũng gần cả năm rồi á. Dạ. Thì chắc là cái chi phí nó cũng nhiều rồi, bên công ty có hỗ trợ gì cho mình không? Lúc đó mình làm công ty mình bị tai nạn này kia rồi công ty nó lo. Cái này mình bệnh ngoài mà nó không có lo. Rồi từ cái hôm mà mình bị bệnh đi điều trị tới bây giờ thì có duy trì được công việc giai đoạn nào không? Không, em vì sẽ đi hóa trị về mệt lắm, đâu có làm nổi đâu. Nghỉ là Tết giờ luôn rồi, công ty nó cũng nương, nó không có đuổi. Để cho mình có cái bảo hiểm là mình đi khám. Bây giờ nó đuổi ngang thì bảo hiểm mình đâu có đâu mà đi chi bệnh. Sau khi nhận số tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp, hiện anh Nguyễn Văn Cu đã lên bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho các đợt hóa trị theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ tính gần 3 năm qua, chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện đã phối hợp với chính quyền địa phương phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ kết nối hỗ trợ cho hơn 10 hoàn cảnh bị tai nạn, ốm đau bệnh tật với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng, giúp bà con vượt qua bệnh tật, nghịch cảnh trong cuộc sống. Thì được vừa rồi gia đình tôi thì hoàn cảnh khó khăn, tức là chồng tôi thì ông Châu Thành Nghị, ông bị bệnh ung thư. Thì một mình tôi thì
đi mua phế liệu nuôi 4 đứa con ăn học. Thì cũng nhờ chương trình kết nối yêu thương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng đưa tới cho tôi một số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình tôi. Thì cũng nhờ số tiền đó thì tôi cũng đưa chồng tôi đi thăm khám và cho các cháu ăn học. Thì nhờ số tiền đấy thì gia đình của tôi cũng đỡ được một phần khó khăn trong cuộc sống. Thì tôi cũng cảm ơn chương trình kết nối yêu thương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ và ủng hộ cho gia đình của chúng tôi. Thì cũng mong chương trình sẽ một ngày một lớn hơn nữa để giúp đỡ những hoàn cảnh khác khó khăn cũng giống như gia đình tôi, hoặc là nhiều người, nhiều gia đình còn khó khăn hơn gia đình tôi nữa. Một trường hợp mà chương trình kết nối yêu thương đã làm cầu nối hiệu quả là ông Trịnh Văn Quang, ở nhờ trong miếu dinh ông Cầu Trạm, phường Tân Phước. Ông Quang lớn tuổi nhưng là lao động chính trong gia đình, vất vả phụ hộ nuôi hai con ăn học. Nhưng rồi ông mắc phải bệnh tim, bệnh gan, khiến sức khỏe của ông giảm sút. Không thể làm được việc gì, cuộc sống gần như bế tắc. Sau khi được các nhà hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ, ông Quang có điều kiện chữa trị bệnh. Hiện nay sức khỏe của ông Quang đã khá hơn trước. Ông có thể đi lại và làm được những công việc nhẹ trong gia đình. Hồi lúc trước, ổng thì cũng đi làm hò, tới chừng ổng phát bệnh là không có điều kiện mà đi ấy luôn. Phát bệnh là bệnh tim với thận, phổi rồi á. Rồi nhờ cái chương trình kết nối yêu thương á, là số tiền đó đem chữa trị cho ổng kịp thời. Bây giờ ổng, sức khỏe ổng bây giờ là thấy đỡ rồi, thấy ổn định, thấy ấy là đỡ hơn trước nhiều. Đối với cái chương trình kết nối yêu thương đối với nghèo là giúp đỡ như là tốt luôn, là cảm ơn thì là nhiều luôn á, nhờ có cái số tiền đó mới trị, đem chồng tôi đi trị được. Còn trong đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp vừa qua, chương trình kết nối yêu thương cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực kết nối các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương, hỗ trợ cho rất nhiều người lao động xa quê ở trọ tiền và nhu yếu phẩm thiết yếu như rau, gạo, trứng, nhằm tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống, an tâm ở nhà phòng chống dịch. Những ngày cuối tháng 12 này, chương trình có dịp ghé lại thăm gia đình anh Phạm Thanh Duy và chị Lương Thị Hồng Hoa ở tổ 8 khu phố Ông Trịnh, là một trong những hộ gia đình từng được nhận sự chia sẻ trong dịch bệnh thông qua kết nối yêu thương. Đối với vợ chồng anh chị thì những ân tình, những nghĩa cử nghĩa tình kịp thời đó rất khó quên về tình đồng bào trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Cuộc sống của gia đình anh chị hiện đã thay đổi nhiều. Anh Duy đã trở lại với công việc khai thác hải sản như trước và có thu nhập để lo cho con ăn học. Dạ, nhớ lại cái mùa dịch thì em cũng rất cảm ơn những Mạnh Thường Quân và bên chính quyền địa phương chương trình kết nối yêu thương đài Bà Rịa Vũng Tàu.
phương đã hỗ trợ cho gia đình của em. Trong lúc khó khăn thì em cũng gia đình em cũng rất là cảm ơn. Thì có những phần quà rồi gạo rồi rau rác đồ này kia đó. Và thì cũng giúp cho gia đình của em những lúc khó khăn đó thì cũng rất là đỡ luôn. Và đến nay thì ông xã em cũng có công việc làm ổn định rồi. Địa bàn Tân Phước thu hút rất nhiều lao động, trong đó có những lao động nghèo về tập trung để sinh sống và làm việc. Trên địa bàn thì hiện tại thì có rất nhiều công nhân lao động khó khăn và những hộ nghèo cần sự hỗ trợ của gia đình, có người thân bị bệnh, con cái nhỏ không có sự hỗ trợ để đi học, rồi những cái hộ lao động thu nhập thấp ở trọ tự do không có công việc ổn định, rồi rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mà địa bàn, đặc biệt là địa phương cần cái sự quan tâm để hỗ trợ. Qua cái chương trình kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã về cùng phối hợp với chính quyền địa phương, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng như với các đoàn thể, chúng ta có sự hỗ trợ của phối hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Phước thì cũng đã kịp thời hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh như những người có người thân bị bệnh, có thêm cái điều kiện để đi thăm khám và chữa bệnh, hỗ trợ cho những em học sinh trong độ tuổi đi học mà không có điều kiện để đến trường. Thì chương trình kết nối yêu thương đã hỗ trợ vận động các mạnh thường quân để cho các em có kinh phí để đến trường. Trong cái thời gian đại dịch vừa qua, chương trình đã phối hợp và hỗ trợ tích cực, đã hỗ trợ rất nhiều kinh phí, rất nhiều những cái phần quà kịp thời đến với các hộ khó khăn, đặc biệt là những cái phần kinh phí mà hỗ trợ cho những người thân của các hộ khó khăn nó bị bệnh, những cái em nhỏ để được đến trường, cái số tiền cũng rất là nhiều trên 500-600 triệu. Nếu đến chương trình thì chúng tôi cũng thấy rằng cái chương trình kết nối yêu thương này đã kịp thời đem đến cho địa phương chúng tôi một phần để cùng hỗ trợ và giúp cho các cái hộ khó khăn đó nó vượt qua, ổn định cuộc sống. Với sự hỗ trợ chia sẻ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện dành cho người lao động nghèo trên địa bàn phường Tân Phước để góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân tại địa phương. Chương trình sẽ tiếp tục đến với nhiều vùng quê nữa, tiếp tục kết nối để những tấm lòng hảo tâm, nhân ái tiếp tục sẻ chia đến những hoàn cảnh cuộc sống để cho tình yêu thương mãi lan tỏa.